Gắn bó với nghề dệt thổ cẩm đã hơn 30 năm, bên cạnh nỗ lực bảo tồn nghề truyền thống của dân tộc, nghệ nhân Lò Thị Hoa, dân tộc Thái ở xã Ea Po, huyện Chư Giút, tỉnh Đắk Nông, luôn trăn trở trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Bà Hoa chia sẻ, tổ dệt thổ cẩm thôn Trung Sơn, xã Ea Po được thành lập năm 2004 với gần 100 thành viên, nay còn chưa đến 30 người vì sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Lớp trẻ bỏ nghề về các thành phố lớn tìm kế mưu sinh. Bây giờ riêng cô là cô vẫn duy trì, tại vì truyền thống dân tộc mình cứ phải làm để cho cháu cho con sau này để họ mà tiếp nối lấy cái phong tục tập quán của mình với lại bản sắc dân tộc của mình. Với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thổ cẩm, tổ hợp tác dệt thổ cẩm Bon Binao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã được thành lập từ năm 2019 với 14 thành viên. Hiện nay, tổ hợp tác đang đứng trước khó khăn do thiếu kinh phí vì sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm. Qua cái lễ hội thổ cẩm này, cái mong muốn của bản thân cũng như là trong tổ là được, thứ nhất là được các cấp chính quyền quan tâm đến nguồn kinh phí. Thứ hai là tìm được đầu ra cho sản phẩm mình làm ra. Vì vậy, lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ hai năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông được tổ chức quy mô toàn quốc với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân 12 tỉnh thành phố là cơ hội để bà con trao đổi kinh nghiệm, cải tiến sản phẩm thổ cẩm và quảng bá đưa sản phẩm đến với công chúng. Hôm nay nếu mà được đến đây thì các hợp tác xã của các cái dân tộc từ Bắc chí Nam được sự liên kết với nhau để gặp nhau để trao đổi. Cái này cũng là một cái rất ý nghĩa đối với các đồng bào dân tộc làm nghề cái thổ cẩm. Việc bảo tồn và phát triển thổ cẩm không chỉ vì mục đích phát triển kinh tế mà có phần tạo nên tình đoàn kết, sự đa dạng về bản sắc văn hóa và lịch sử của 54 dân tộc anh em. Có thể khẳng định, lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ hai tại Đắk Nông mang sứ mệnh đưa thổ cẩm Việt Nam đến rộng rãi với người dân, với những nhà thiết kế để đưa vào những show trình diễn thời trang trong nước và quốc tế, và cao hơn nữa là quảng bá hình ảnh thổ cẩm Việt Nam ra thế giới.